mọi người, hiện tại thì Trinh đang ở Phan Thiết. Hôm nay thì Trinh với chồng Trinh sẽ nghỉ dưỡng ở đây 3-4 ngày. Ngày hôm nay thật sự là ngày thứ hai rồi. Tụi mình đã đến đây vào ngày hôm qua, chiều hôm qua. Nhưng mà kiểu mệt quá, tại vì sáng phải dậy sớm, đi xe lửa, sau đó rồi đi ô tô đến resort. Nói chung là một cái quãng đường rất là dài và mệt mỏi. Thế nên là ngày hôm qua đến Trinh cũng không có phim được gì cả. Rồi ngày hôm nay sáng thì đi ăn sáng xong cái về phòng nằm xem YouTube và Netflix các kiểu, tới giờ cũng 2 giờ mấy rồi mà tụi mình cũng chưa ăn trưa nữa. Nhưng mà kiểu vẫn là đang mút rất là lười biếng, không muốn làm gì hết. Nhưng mà bây giờ thấy trời đẹp quá nên là quyết định là make up một chút, sau đó thì ra đây quay cho mọi người một chút về khung cảnh xung quanh. Sau đó thì chắc là tụi mình sẽ order room service đó cho mọi người xem khung cảnh xung quanh một chút. Cái phòng này tụi Trinh thuê á, thì cái điểm nổi bật của nó, trời giống như review skincare vậy, cái điểm nổi bật của nó là có một cái hồ bơi ở đây đó. Mọi người thấy là có một cái hồ bơi bé bé thôi ở ngay trước phòng. Nếu mà bạn nào có xem video của Trinh cách đây 2 năm thì bạn mọi người sẽ nhận ra được là Trinh đã ở đây cách đây 2 năm rồi, cũng ở chính cái resort này luôn, cũng chính cái phòng này luôn. Và ở thì tụi mình thấy cũng chết rồi, sao không focus ấy, focus. Và tụi mình thấy cũng khá là ưng á, nên là quyết định là quay lại đây nữa. Nhưng mà đó, nếu mà bạn nào xem rồi thì sẽ biết cái phòng này nó như thế nào. Nên là Trinh sẽ không có quay room tour nữa ha. Nếu mà mọi người muốn xem room tour thì Trinh sẽ để link bên dưới cái video mà Trinh đã làm hồi 2 năm trước. Và ở đây mọi người nhìn trước mặt thì sẽ thấy biển nè. Đó, đây thì phòng của tụi mình thì sẽ nhìn ra biển như thế này luôn. Biển thì cái bên là cái hồ bơi. Còn ở bên trong, quay sơ một chút, phòng thì chồng mình đang nằm trên giường xem phim. Bây giờ thì đã là 3 giờ chiều, để ngồi đây nói chuyện với mọi người xíu nha. Bây giờ thì đã là 3 giờ chiều rồi. Trinh vừa mới make up các kiểu để quay một cái video. Nhưng mà bây giờ thì tụi mình rất là đói bụng, chắc là sẽ đi order room service rồi ăn trưa. Nhưng mà trước khi ăn thì chắc là Trinh sẽ phải tẩy trang hết mấy cái này, tại vì Trinh rất là ghét khi mà ăn rồi mặt mũi thì toàn là mỹ phẩm, không có, chị cảm thấy không có được thoải mái. Nhưng mà Trinh cũng rất là thích để mặt mộc thôi. Nếu bạn nào gặp Trinh ở ngoài thì chắc là sẽ hết hồn, tại vì không bao giờ Trinh make up khi mà đi làm cả. Nhất là đi làm á, nhiều khi là chỉ có đánh son thôi, nhiều bữa lừa cũng chẳng đánh son nữa. Đó, nên là bây giờ Trinh sẽ đi tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ, skincare một chút sương sương thôi để ăn. Bây giờ thì Trinh sẽ dắt mọi người đi get unready with me nha. Đi thôi. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi vào khu vực nhà tắm để get unready. Chết rồi, để tìm cái bơm bột tóc đây. Bây giờ Trinh sẽ dẫn mọi người đi vào nhà tắm nhé. Ta-da. Ta-da. Đây là phòng tắm lộ thiên đó, mọi người thấy ở bên này là nó có cái shower ngoài trời này. Thì ở đây thì để tắm, nhưng mà khu vực xung quanh đây thì họ cũng kiểu có rào sơ sơ rồi đó, nên là cũng không có sợ lắm đâu. Buổi tối tắm thì hơi ghê ghê rồi, sợ mấy kiểu mấy con côn trùng nó bò lên đó, chứ thật ra thì cũng không đến nỗi. Ở đây tắm thì mọi người sẽ nghe được tiếng sóng biển ri reo. Rồi, ở đây thì có một cái gương rất là to để tụi mình có thể get unready với nhau. Chân dung của em nó, khi mọi người mua thì nó có sẵn một cái travel pouch, một cái bao nhung như thế này nè, để mọi người có thể bỏ vào và mang theo du lịch đó. Thì Trinh mang theo cái bao này rất là tiện, và em này có một cái màu hồng pink siêu đáng yêu luôn á. Mọi người rờ sẽ thấy cái đầu silicone của nó rất là dài ha, nó dài hơn theo như Trinh nhớ là hãng mô tả tới 66% so với những cái máy rửa mặt thông thường, cho nên là nó sẽ mềm hơn để mà hạn chế được cái việc kích ứng đối với những bạn mà có da nhạy cảm và da mụn. Và dĩ nhiên là cái đầu này thì nó sẽ tối đa hóa được cái việc rửa mặt cho tụi mình được sạch hơn. Và thì Trinh sẽ rửa sơ mặt trước. Đó thì Trinh sẽ cho sữa rửa mặt lên trên lòng bàn tay. Mai Trinh sử dụng sữa rửa mặt của hãng
Lawrence Nature có tên là Purifying Cleansing Gel. Ok, sau khi mà cho sữa rửa mặt lên trên mặt rồi thì Trinh sẽ làm ướt cái máy một chút xíu. Trời ơi, cái đầu cỏ silicone này nó mềm một cách kinh khủng luôn. Và ở đây thì mình có cái nút on nè. Đó, mọi người thấy là khi on thì ở dưới đây nó có đèn đúng không? Thì máy này nó sẽ có hai chế độ đèn, một cái là đèn vàng, một cái là đèn trắng. Thì đèn vàng nó sẽ có cái chức năng là tỏa nhiệt, nó sẽ kiểu hơi nóng nóng ở trên mặt của mình luôn. Còn cái đèn trắng thì nó sẽ là kiểu vòng lặp á, tức là cái chế độ rung của nó sẽ lên xuống, lên xuống, lên xuống theo kiểu vòng lặp. Đối với hai cái chức năng này á, khi mà mọi người rửa mặt á thì máy nó sẽ tự ngắt sau 5 phút. Cho nên nó không có để cho mình rửa quá là lâu, cứ 5 phút thì nó sẽ tự ngắt ha. Sau đó thì bây giờ mình sẽ sử dụng chức năng đèn vàng. Trinh siêu thích cái chức năng đèn vàng này luôn á. Đối với cái chức năng đèn vàng này á thì nó có một cái tính năng rất là cool mà Trinh rất thích, và nó là đây là cái điểm, một trong những cái điểm mà Trinh thích nhất ở cái chiếc máy Truvera này, đó là nó sẽ có tính năng tỏa nhiệt. Tức là khi mà mọi người rửa mặt á thì nó sẽ tỏa nhiệt nóng nóng lên. Mà mọi người biết là khi mà da của mình gặp nhiệt độ nóng á thì cái lỗ chân lông của mình nó sẽ mở ra, như vậy thì nó sẽ làm sạch sâu hơn, mà kiểu nó còn phê phê nữa. Tự nhiên rửa mặt mà kiểu trên gương mặt mình có một cái thiết bị làm cho mặt của mình nóng nóng ấm ấm á, phê dã man luôn. Mọi người thấy cái thiết kế của nó rất là khác biệt ha, nó khác với những cái dạng máy rửa mặt thông thường mà trước giờ mọi người hay thấy. Thì cái máy này nó dạng thiết kế giống như một cái hình ngón tay của mình á. Chính vì vậy thì khi mà mọi người cho vào những cái góc cạnh giống như hai bên lỗ mũi nè, nơi mà có rất là nhiều mụn đầu đen cũng như là bã nhờn nè đó, hoặc là góc sâu ở dưới ngay chỗ miệng nè, thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều, nó sẽ làm sạch được hiệu quả hơn. Còn khi mà dùng thì Trinh sẽ sử dụng cái đèn vàng này tầm khoảng 5 phút. Tập phê mặt mình nó cứ ấm ấm, xong rồi kiểu buồn ngủ thiêu thiêu. Cái chức năng đèn vàng này thì nó sẽ có tác dụng là làm sạch sâu, như là Trinh giải thích lúc nãy ha. Ngoài ra thì nó còn có cái tác dụng làm nâng cơ nữa. Nên là khi mà mọi người rửa mặt thì mọi người cứ nhớ là đi từ dưới lên nha. Em và Trinh sẽ sử dụng thử cái chức năng đèn trắng cho mọi người xem. Trinh sẽ giảm bớt cái tốc độ lại. Kế bên cái nút on off thì sẽ là cái nút tốc độ tăng giảm ha. Thường khi mà Trinh sử dụng những cái ngày mà Trinh make up nhiều á thì Trinh sẽ sử dụng cái tốc độ nó mạnh hơn một chút xíu để rửa được sạch hơn. Còn những ngày mà kiểu Trinh make up sơ sơ kem chống nắng thôi á thì Trinh sẽ sử dụng cái tốc độ yếu hơn. Cái chức năng đèn trắng này thì theo như Trinh đọc của hãng thì nó sẽ có tác dụng là kiểm soát được cái bã nhờn ở ngay vùng chữ T của mình nè, và đồng thời nó sẽ làm sạch mụn đầu đen nữa. Trinh xài cái máy này thì chắc cũng được tầm khoảng 2-3 tuần nay rồi, thì thật sự là mình rất là thích. Đó, thích nhất lúc mà rửa thì cảm giác nó rất là sạch ha, mà nó kiểu còn ấm ấm, nóng nóng nữa, làm mặt của mình rất là phê. Đặc biệt là mỗi ngày đi làm về kiểu mệt mỏi á, Trinh sẽ rửa sạch lại với nước. Em này là dạng silicone, sau khi mà mọi người xài xong thì mọi người chỉ cần rửa với nước là sạch thôi. Còn một điểm nữa mà Trinh quên nói với mọi người là em này thì có hai mặt ha. Cái mặt trước thì cái đầu silicone nó dài để mọi người rửa mặt nè, còn cái đầu sau thì nó còn có cái chức năng massage nữa, kiểu nó có những cái cục u lên như vậy nè, để khi mà mọi người sử dụng tinh chất kem dưỡng gì đó thì mọi người có thể bật máy lên, sau đó thì mình cứ áp lên trên mặt như vậy nè thì tinh chất nó thấm vào nhanh hơn. Ôi, bây giờ sau khi đã rửa mặt sạch sẽ thì Trinh sẽ sử dụng toner. Hôm nay thì Trinh xài cái em mist này của Comlife có tên là Rose Blooming Mist. Cái tia xịt của nó rất là mịn luôn á, cho nên là thường khi mà Trinh xịt thì Trinh sẽ xịt rất là nhiều, tại vì mình cảm thấy là tại vì nó mịn quá nên là không có cảm giác được sản phẩm nó đi đâu hết, nên là mình cứ xịt khi thế. Em này có một cái mùi hoa hồng rất là nhẹ. Trinh thì cũng không có thích mà cũng không có ghét cái mùi hoa hồng lắm. Em nó sẽ thấm rất là nhanh nhưng mà vẫn cung cấp được đủ độ ẩm cho da của mọi người. Khi mà Trinh dùng em này thì cảm giác như là da của mình dịu lại. Đặc biệt là mấy ngày nãy Trinh đi biển cho nên là ở ngoài tiếp xúc với nắng rất là nhiều. Khi về đến phòng thì Trinh bôi cái em kem dưỡng này lên thì cảm giác là da của mình dịu lại. Tuy là kem chống nắng vật lý nhưng mà khi mà dùng em này thì Trinh cảm thấy là nó không để lại một cái lớp màng trắng gì hết luôn. Khi mà nó lên trên da thì nó thấm siêu nhanh và nó làm cho da của Trinh vẫn rất là mịn, không có ẩm. Vẫn rất là mịn, vẫn rất là đủ ẩm và không có bị bóng dầu. Thì Trinh xài dưỡng môi này của Laneige Lip Sleeping Matte. Ta-da!
thế là xong. Đó là toàn bộ cái quy trình on get ready with me rất là cơ bản. Cái này không phải là morning hay là night skincare routine nha, cho nên là có thể là nó thiếu một số bước. Cái này chỉ là get on ready with me để mà chuẩn bị đi ăn thôi. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Nếu mà thích thì đừng quên hãy like và subscribe cho channel của Trinh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hẹn gặp mọi người trong một video gần nhất. Bye bye.